Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của Sĩ Z. Tăng sao à? Thế à, tăng sao? Tăng sao ư? Tăng sao? Tên ta đồ gì anh em nhé? Chưa mình vừa mới đánh được một trận đồ ngon vãi mà không ra tướng để đánh cay quá. Tại trận đấy mình không có chuỗi lên cấp bị chậm hơn nên là không ra tướng mà đánh được, không tranh được tướng các bạn kia thì tranh tướng nhanh quá làm gì được. Đang đánh thên rồi anh em ơi, trông này biết đánh thên rồi đấy, cái dáng dấp như này biết đánh thên rồi đấy. Bùa mình nghĩ là đép được, sẽ thử đép thử nhá. Ba này sẽ mạnh con Noman hoặc thậm chí là mình sẽ chơi thử cái này đi, tự pin luôn, pin khắc chế luôn. Phát đấm một phát xin một mạng, bùa đấm phát xin một mạng nữa. Thêm một con quy len này ngon anh em. Quy len 2 thiệt nè, nhưng mà lại có floor. Bỏ Noman à. Bỏ Noman à. Shall I compare thee to a summer's day? Noman thôi, team này khá là cứng. Quy len lúc bua Hayate. Quy len ngon hơn. Ngon hơn. Khá tín anh em ấy. Trận này em sẽ đập đánh thên nhá. Thên thì mình sẽ đánh trợ thủ hoặc là thú. Khả năng cao một tiền trợ thủ hơn thì đánh thú nhiều rồi cũng chán. Thên thú nhiều rồi cũng chán. Mà tùy tùy xem nó ra tướng rồi ra đồ thế nào nữa. Ui có quả floor mà đứng thẳng đây mà nó xiên cho phát thì nó mồm này. Mình mà floor kia xiên trước nhỉ? À không, floor mình xiên trước nhỉ? Cao đánh trợ thủ. Đi trợ thủ. Ăn lít mua về. Bắt đầu hơi nghiêng về thú đấy anh em ơi. Quỷ anh. Lo kia xin trước hay kết à? Căng thế. Mua đập phát, ok.
Con ván này chắc là thua anh em ơi. Không thắng rồi. Thì mình điên quá. Không thắng được. Lo xin trước nữa. Cơ bản thôi em, cứ chơi game cơ bản thôi. Góc đại rồi mình sẽ nghiêng về đánh hắc ám hơn anh em ơi. Hắc ám trợ thủ. Mùa phát em còn bao nhiêu con? 21 con. 21 cũng nhiều anh em ơi. Nhiều phát hành thú đấy. Chưa biết chừng nào. Nhà phan lắm. Rồi bây giờ trước nhà mình không ok. Mình nhìn nhà nào mình cũng sẽ cố gắng hết mình chơi thôi. 21 nhỉ, nhiều phết đấy chứ. 4 con với gia đình. Xiên, ok. Cầm máu mọi thứ thôi. Có gì cầm máu đấy thôi. I don't want to set the world. Oh, oh no. Xong rồi kia nó bù ghế mình rồi.
is all just a mirage. Để sao anh thú còn kịp nhỉ? I lost all ambitions, no earthly prayers. I just wanna be the one you love. Shall I compare thee to a summer's day? And also ambitions, no earthly prayers. I don't want to set the world on fire. I lost all ambition, not worthy praise. I just wanna be the one you love. Ui. Ai giời ơi, một nhà thú. Ui nhà này giờ này còn thì còn giòn mà đánh nữa. Khó của Nam Cường luôn ấy chứ, bây giờ xoay ăn thú ấy, khó của Nam Cường luôn ấy chứ. Không chơi nguyên tố giờ này, nhất là chơi thú hoặc là chơi kia này. Má đồ kìa anh em ơi, buồn cười không? Không đánh thánh đồ rồi này. Cú được anh em ơi, không nhiều nhà thú ma tộc các thứ đâu. Thế bạn mua con Vera cho vui ấy chứ bạn cũng không dùng anh em. Anh em đã xoay ăn ma tộc kẹp thên không? Thên vẫn kịp không? Xong rồi lên một con ma lốc 2 sớm, thên sớm thì đấy, đánh chuỗi thằng ấy chết. Được anh em ơi. Được. Thì đồ này trong Vera thôi. Ảo thế nhỉ. Xoay. Chứ đồ này chứ chắc anh nó hắc ám. Đồ này đánh hắc ám hơi lỏ. Còn Alice 2 rồi. Xem nhiều nhà đánh u một con ma tộc nha. Căng thẳng rồi nha. The future of Mist Island is the door to another dimension opens. Ơ, bọn này có ma lốc nhỉ? Bọn này có bọn nào nữa? Hai con ma lốc mà. Ai cầm ma lốc nhỉ? Không hiểu ghê. Thua rồi, mất chuỗi thắng rồi. Thôi xoay thú nhá anh em nhá, nốt pha này xong rồi mình sẽ xoay thằng thú đi. Đang là vậy đi. Hai ma tộc thật. Rồng 12 con này, ê, mình cũng không muốn xoay đâu. Nhưng mà đồ ấy. Bây giờ mình sẽ bỏ hai con Florentino để cầm máu đi này. Bỏ HT này, bỏ con Lumbua các kiểu đi. Dùng mấy con đấy. HT khả năng giữ lại được. Đội mấy con khác, hai con Flor kia là bỏ đi được này. Ở giai đoạn này yếu rồi anh em ơi. Anh Flo một cây cầm máu đến thế là tí lắm rồi. Nhưng mà đánh gì bây giờ anh em? Sao không ai đánh gì vậy? Anh em đánh cái đội quái quỷ thì ai thánh đồ à? Ê nhưng mà gặp nhiều thánh đồ này mình lại muốn đánh. Nhiều đánh đồ này dễ phải đánh ấy cơ anh em ơi. Phải đánh
quái tí này. Đợi tí nhá, mình tí nhá. Đây ba đồ. Dễ là phải đánh hắc ám cơ anh em ơi. Eo Anat à. Illu nhưng mà không có đồ Illu được. Ai trời ơi, đánh gì bây giờ ta? Khó nghĩ thật sự anh em ơi. Biết đâu già lại thương phát mình hắc ám luôn này. Thôi thật, ô. Phai nhái, cái gì đây? Phai trưởng mình đùa rồi mà nó cho thương thật ạ. Ok gì đây, con quái gì đây? Ô con này tăng hình à? Phai trưởng. Ê, chỉ nói đùa của đấy thôi mà cho thương thật ạ. Chifira này. Chỉ cho thương thật thì lại phải đánh hạ ám rồi. Ảo ghê đấy anh em ơi, con đeo không cần. Ảo ghê đấy. Ảo ma Canada đấy. Rồi 10 đắp 10 roll tiếp thôi. Má mà roll, tự tin mà roll. Chửi mình đùa thật mà. Sát thủ à, mình không có con gì kích sát thủ lắm nhỉ. Lấy thêm đối thủ đi. Tắt phòng mệnh các thứ Gaia cũng được. Tạo mệnh để cho con này, con rồng này vào hai hắc ám à. Xeo này bỏ luôn, cứ xin luôn. Ly không cần lắm. Xui cái đấy về đi. Rồng 2 này. Đại cho rồng này. Anh em ơi. Tiếp lắp đồ rồi cho con này. Quẻ điên. Này cho con cát đã này. Hai cái chín mạng cho mình sẽ ném cho nó cót đi. Này cục chín mạng ném cho nó cót đi. Vuốt này cho nó có nó đi. Dòng này chỉ thủ một lần thôi. Thương cho floor ok. Điên thật đấy. Điên thật đó. Dòng 7 nắp 9. Roll tiếp thôi. Bây giờ ra quả thên hay quả gì ấy. Tươi tắn liền em. Đi rắc quả gì đấy. Đang dòng nắc thôi. Kiếm dòng kiếm nắc nốt thôi. Rất nhiều nắc, rất nhiều dòng anh em ơi. Nó có chắc là chui nhẹ nhẹ. Con này đứng đây. A xì đứng cuối đi. Phần lo. Rồng góc kia, một góc thổi rồng được này. Thương, một thương bắt tái. Phần góc này cũng được nha. Nhưng mà Noman bây giờ không phải đối thủ của mình. Thì mình sẽ chờ một con thên, đập con thên 2 hoặc là đập khả năng đập con cát 2. Con cát 2 sẽ tín hơn. Hoặc là mình chờ một con thên 3 luôn. Hoặc là một con rồng 3 luôn. How about that? How about that? Con Floyd hơi tiếc nhỉ? Không bỏ floor đâu. Floor đang cầm một đống đồ của mình, tín ơi tín. Hai con D-Rock này. Quên mất giữ một con Arduin về tí nữa để phòng cho thêm lên level 9 nhỉ.
cắt nhảy phát, nhảy phát cuối chết một con nào đâu đấy. Hơi yếu anh em ơi, chúng ta phải có thêm một cái gì đó. Con cắt hai sớm à, mất sử chuỗi thắng rồi, còn hơi nung tính. Thế nè, con này đi. Thêm 9 con anh em ơi. Ê, bây giờ có quá nhiều lựa chọn cho mình. Ui, Nakot 11 con. Nakot 3 hoặc là rồng 3 hoặc sao đấy anh em ơi. Rồng 3 sắp gần, gần lắm rồi đấy. Rồng 3 rất là gần rồi đấy. Ê, mình muốn có một con gì 3 sao hơn là một con 2 sao bình thường. Anh em chơi cẩn thận nhá. Thì em cứ lên một con thêm 2, một con cắt 2 là gần như là auto. Auto là... bây giờ on top rồi. Nhưng bây giờ mình muốn một con gì đó. Thật ra mình roll từ bây giờ luôn đi, mình cứ roll từ bây giờ luôn đi. Level 8 25% tỷ lệ thưởng 4 vàng, level 9 30%. Cũng phải lên để mình còn có thêm slot hắc ám anh em ơi. Khả năng vừa roll vừa lên nhá. Vừa roll vừa lên xong rồi tìm con Omen. Gì đây, sao cơ? Sao cơ? Ê, tươi lắm anh nhá. Rồng 3, nắc 3. Nắc 3 được. Nắc 3 chỉ con à. Thôi rồng 3 nhá. Để ít nhất là có cái clip để cho mình nhìn cho nó tươi tắn á, đúng không? Ít nhất phải có cái clip đã. Còn thêm được mà lúc xuống đáy bên kia, nãy xuống đáy bên này, ok. Hai con được xuống đáy bên kia thôi. Kệ các bạn này. Rồng 3. Chưa có truy hồn, chưa có hai kết các thứ đâu em ơi. Chưa truy hồn, chưa hai kết gì đâu. Bạn này khéo đi luôn 54 máu nhỉ. Còn một thẻ thằng sao nữa nhá, chưa kết thúc ở đây được đâu. Các bạn chưa kết thúc ở đây được đâu, một con Nakot 3 nữa đây. Không ai hắc ám à? Cung. Cung mình không sợ. Nguyên tố mình vừa bà xong đúng không? Sơ sợ bạn thú ma tộc này thôi. Cung chưa chắc đã sợ đâu. Ta vậy mình có một cái rồi đúng không? Thêm cái nữa đi cho Nakot đi, xong rồi nó chui xuống. À, giờ cho rồng. Cho rồng. Cho Nakot để nó chui xuống, nó ulti hay nó ulti nó sống lại ulti nhỉ. Sống lại ulti cũng quan trọng. Xong rồi lên 9 rồi, một thằng kích hạ ám nữa. Thương giữa. Đấy bên này à, khả năng đến dây cuối là mình phải đào sang bên kia anh em ơi. Để mình né né mấy bạn này liền. Chơi chơi kiểu liều liều lĩnh một tí, liều lĩnh một chút. Chút liều lĩnh anh em ơi. À bạn này không sợ, bạn này thì thương bắt giữa thôi. Nhưng mà thợ săn quỷ cũng khá là. Con má nó. Đi con quy rồi. Nakot ulti được một phát này. Thì rắc sấy được một phát khá đẹp. Rồng thổi được một phát này. Nhưng mà không đủ đam để giết, phải có truy hồn anh em ấy, có gì đó. Nhưng mà ba sấy điên quá. Ba sấy con cát mình điên quá. Nakot chui xuống làm việc mà nó cũng không làm việc được chứ. Cái con rồng mình bị con quy đấm quả đau quá. Mình bắt bạn kia cơ, mình bắt bạn còn lại kia cơ. Tiết kiệm tiền một chút nhá, bởi vì mình muốn lên rất nhiều con ba. Mà khả năng không lên được con 37 máu. À, lên con thên luôn thôi anh em ơi. Rồi đập con thên này lên luôn. Tiếc nhở. Ê, vẫn có thể có khả năng có thêm 3 nhá. Chưa biết được đâu. Con cát thì chắc không lên 3 rồi. Mà ít có thể lên được thêm 3 này, ít đâu đấy. Con thên lên cho an toàn đấy nhá. Sao muốn sống đâu biết có thể. Cương qua đấy bên kia. Nào có đổi chỗ không? Đây đổi chỗ rồi. Bây giờ mình cũng thổi được này. Thêm mình vào góc đấy bị dính truy hồn này. À, bị dính con chóa ion kia kìa. Nhưng mà còn bị con thêm mình sẽ bổ được một phát. Ok một phát bổ. Rồng mình thổi được góc này này. Đánh thường. Thổi này. Nakot có hắc ám này. Thổi chết này luôn được không? Đánh thường. Ui.
Phải có cái truy hồn hay cái gì đấy anh em ơi. Pha đồ pha cuối cũng thoát tim mình đấy. Không đủ tiền lên thôi cũng phải lên thôi. Thời gian và suy ngẫm được gì nữa. Mình vừa gặp bạn kia rồi đúng không? Bây giờ mình có thể gặp bạn này. Bạn này bạn ấy quy bên đáy bên này, mình sẽ đổi gồng bên này nhá. Đồng hợp bên này nhá. À đuôi bên kia này. Này đây 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 này đây 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 đây. Đây 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 nhá. John né né xa ở con John này cứu xong đây. Né xa John ra. Là có thể sống lại được nhưng mà con thêm mình bị ăn truy hồn là bị ăn cái ấy rồi nha. Vẫn chết là con John này, ok chết con John là sống đấy. Nhưng mà con teo vẫn còn teo nữa. Con cát nhảy pha cuối này. Thổi được này, thổi chết con teo này. Săn quỷ điên quá, phải truy hồn. Phải có truy hồn. Thên. Thên bởi đấy mình cũng không khả năng để con thên lại. Để con thên lại nó vỗ đi. Xong rồi đi đi thì không cần chúng ta. Mình cho con cát xuống đáy thì con cát này không có sách thánh. Thên ở lại. Cái này đi. Giáp của bệnh thì cho con thên không? Hay là cho cái này cho con thên đi, con thên nó khá là trâu. Cái này cho giáp của bệnh cho con rồng, thưa con rồng. Rồng cho con thên. Cái này cho con thên nó đi. Rồng chỉ cần một đồ thổ thôi. Trừ khi nó có duy hồn thì mình sẽ cho nó thêm đồ tanh. Không thì không, nó chỉ cần thổi một lần thôi mà nó các thứ làm việc thôi. Thêm ba đồ thủ đi, hai đồ thủ đi. Bây giờ mình vừa gặp bạn cung cung rồi không? Bây giờ mình sẽ gặp bạn thú. Bạn thú này bạn ấy hay để thương láo láo lắm nên mình sẽ để rồng ở giữa đi. Để rồng giữa đi. Cung này để bạn cung này để đỡ láo hơn này. Để mình chẳng quan tâm thắng hay thua sao ấy. Đấy. Thả thả. John bạn ấy không có giáp bảo mệnh đâu, mình có thể chơi được. Cân nhắc. Ui tăng sót tướng nè. Ai thêm con quỳ đi, thêm Lily đi. Tăng sót tướng cho con này, thêm con Lily vào đây. Rồng đứng giữa nhá. Thổi một trong hai góc này thôi. Thương bắt đáy à, hai đáy hai bên này đi. Chừng nó tín. Quỳ thì mình cũng không cần quỳ đúng không? Na cót không lên 3 được hơi khó. Lên được con cắt 2 không? Hai con thêm này. Bây giờ mình gặp bạn này đúng không? Thương bắt đáy bên kia. Đây sang đây thôi. Nó tồi pha này là đẹp rồi. Con cát không nhảy được à? Con cát đứng yên luôn à? Nhảy được một phát này này. Rồi không nhảy được phát thứ hai luôn à? Ui không làm gì giết được con John bên dưới rồi. Thế mình cũng không làm gì được. Thế đấy mình lại phải đè đảo con góc bên kia. Ây. Thổi quá đẹp thế. Thổi quá đẹp thế. Thế có thể tăng sao được không nhở? Mình chắc không phải là bạn này. Ơ phải là bạn cung này. Đừng đùa với thần rùa. Truy hồn đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ây. Ây. Con nào nhiều đam? Cho con rồng cái này tạm đi. Bây giờ mình gặp bạn thú này rồi, mình gặp bạn cung. Quay ra gặp bạn cung. Thế. Quay ra gặp bạn cung anh em ơi. Cung này thì đang bế sườn quy đi. Bế sườn quy lên đi. Để cho con thê này bế con quy. Cát này bế con quy xuống đây. Bế sư vẫn quy lên đây, xong rồi rồng thổi. Á! À! Chết rồi, lôi anh em ơi. Nhầm. Thôi xong rồi. Eo ơi, lỗi kỹ thuật tí anh em ơi. Ôi mày quá vẫn thắng. Lỗi kỹ thuật tí. Sao bạn cung này bạn thắng bạn kia. Eo ơi quả đấy. Bế quy em đấm con rồng mình quên mất. May mà thắng ấy. Trận này may thật. May mắn thật. Mắn thật. Không nhận. Anh em vậy thôi em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip thì hãy like, subscribe và hẹn gặp anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.